lùi vào. Bay tiến thì thường thường là cái cảnh cứ đằng trước, nó vẫn mãi, bay mãi vẫn nhìn đã thấy rồi. Bay lùi nó lại càng lùi qua càng có cảnh mới. Thế bay lùi nhiều nó mới đẹp. Cái đấy thì cái quay đấy chú ấy nhẹ thôi. Hay về sau xem nó dập lắm. Đang về mình nghe nó đi thì chả biết. Đang đây về đang mình. Về. Chú nhìn ở cái mép đây nè. Đang là 25 nhá. Để ý cả các cái mép này nữa này, xem nó cách xa mình hay không này. Đấy, thế là coi như là tới. Bay quá rồi. Bay quá mình. Về số 0 nhưng nó lại bay xa thêm. Rồi. Cho nó đi tí nữa. Con này nó nhỏ, nó được cái hay là thì cả chú hạ xuống, cho toàn cầm tay cho quay.